Hiện thế giới chỉ còn 6 nước cung cấp tôm sú cho thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam. Giá tôm sú xuất khẩu luôn cao hơn ở mức từ 20 đến 30% so với tôm thông thường. Theo thống kê, cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay diện tích tôm sú chiếm trên 90% tổng diện tích nuôi tôm nước lợ toàn vùng, tập trung ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang. Tôm sú được nuôi đa dạng về phương thức như là quảng canh cải tiến, bản thâm canh nuôi kết hợp. Nuôi tôm, đặc biệt là tôm sú, đang được coi là cơ hội vàng cho ngành tôm xuất khẩu của Việt Nam. Riêng năm 2017, sản lượng tôm cả nước tăng 8,9%, trong đó tôm sú đạt trên 270.000 tấn. Ngành tôm Việt Nam đang phấn đấu xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 15% mỗi năm. Với mức tăng trưởng đã đạt được, dự kiến Việt Nam sẽ cán mốc xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ trước dự kiến.